em mình mời xin mến chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay cũng rất là muộn rồi các bạn. Và các bạn nhìn đồng hồ này. Gần 10 giờ rồi. Thì hôm nay thì mình lắp mấy bộ liền cả xuống Thường Tín này, cả lên Hòa Bình. Thì hôm nay đang lắp một bộ ở Hòa Bình cho anh Quốc thì anh chị. Đấy thì sau khi đã test nhạc cũng như hát karaoke ok rồi. Thì cấu hình combo của anh chị thì cũng khá là vip các bạn nhá. Một Dona JBL 6012 neo. Đấy. Và một quả súp Fighter bắt 40. Thì với cấu hình này thì các bác chơi dễ dàng ở không gian như em đang quay đây, thì không gian này nhà anh chị rất là rộng đấy nhá. Không gian này khoảng độ khoảng 60m, 670m. Nhưng mà đánh như thế em nghĩ là đủ rồi. Tiếng rất là ok rồi, rất là hay rồi. Thì cấu hình của anh chị sẽ là đồng bộ DB và sử dụng driver là loa JBL 6012 và súp Fighter. Thì ở đây sẽ là kết hợp với đồng bộ này thì em sẽ là con đẩy DB DBL Tích máy hiệu H4.10 Plus. Thì ở đây em mới sử dụng 3 kênh thôi các bạn. Tại vì là phòng trường hợp nhà anh bảo anh rộng quá, sau này anh còn nâng cấp thêm một đôi loa nhỏ nữa, đôi loa 25 hay 30 tùy. Thì kênh này là đánh thêm một cặp nữa, nhà đang chờ nhá. Bên trên là chiếc vang DB S800 Plus phiên bản mới nhất của DBL Tích. Và chiếc quản lý nguồn MB S900 Pro và một trên là chiếc micro cao cấp DB K6000. Nói chung là bộ này thì nói chung là tầm tiền và hay tuyệt đối. Tổng bộ này là rơi khoảng độ là hơn 50 triệu một chút các bác nhé, hơn 50 triệu một chút. Combo toàn sản phẩm chính hãng, tất cả sản phẩm của DB thì bảo hành 2 năm. Và đối với sản phẩm vang, riêng vang, dòng vang của S800 hay S700 được bảo hành 3 năm các bác nhé. Nói chung đây là bộ combo mà em nghĩ là nghe hay, bày đẹp, rất hợp lý, chơi trong không gian chung cư, gia đình. Để mời các bác tham khảo nhé. Em có loại 3m là dài rồi, hoặc có loại 5m đấy, có loại 4m là có. Dạ. Vâng vâng. Có hàng anh ở đâu nhỉ anh nhỉ? Anh cần cả em đâu? Alo.